ngày thứ hai của hành trình đến Alaska. Hiện giờ thì Ngọc Lan đang ở downtown của Fairbanks. Khi mà nói đến downtown thì quý vị hình dung được rồi, ở nhiều cái gọi là cái trung tâm hành chính của cái thành phố đó nó đều đặt ở ngay downtown. Mua sắm rồi những cái hàng lưu niệm vân vân. Thì bây giờ mình sẽ đi ở đây để xem những cái nơi mà người ta bán vàng nè, nữ trang vàng nè, rồi những cái món đồ lưu niệm hay là những cái sản phẩm nó rất là đặc trưng của cái vùng miền này. Rồi mình sẽ đi ở đây nó có cái tòa án của Fairbanks mà người ta nói nó như một cái công trình nghệ thuật vậy, cũng hay. Rồi nó có một cái dòng sông ở đây. Thì bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Ngọc Lan mình sẽ đi xem những cái gì mà nó lạ lạ ở nơi này. Giờ mình đang thấy ở đây cái bảng nè, Fairbanks, thành phố trái tim vàng. Ở đây nó có những cái hướng dẫn đường để cho mình đi quanh ở đây mình xem cái đó là cái gì. Bây giờ mình mới biết Fairbanks là thành phố trái tim vàng. Mình đang đi vô trong một cái cửa hàng bán những cái đồ mà lông thú, những cái đồ mà rất là đặc trưng cho vùng xứ lạnh mà mình ở đó, như mình coi trên phim á, những cái áo cổ lông như thế này, những cái nón này. Đó. Không ai ở Bonsa, không ai ở Cali đổi những cái này hết. Lông những con cáo, con gì đó không biết, nhưng mà tại vì Ngọc Lan không có thích những cái này cho nên nhìn thấy nó sợ. Nhưng mà cái nhà giống như cái trong nè, cái da của nó nè, người ta sẽ lột những cái da này, nhiều người ta làm nhiều đó, quý vị nhìn thấy nè. Xong vòng, nhìn thấy sợ chưa? Nè, đó, da của nó đó. Nè, hay là những cái bộ da nè, người ta để nha. Trộn cáo đó, nhìn thấy nè, cáo nè, cáo trắng nè. Cáo ở đâu mà nhiều dữ vậy không biết nữa, cáo ở đâu mà nhiều để cho con này là con gì, trời ơi sợ nhìn sợ lắm, ghê quá, người ta lột da nó. Đây không phải là cái mình thích. Có những con gấu, những con tuần lộc. Đây là những con thật á, họ săn xong rồi đó, rồi cái họ lột cái da nó, hoặc là họ chích thuốc cho nó. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đặc trưng của Alaska. Mình đang ở trong một tiệm vàng ở Fairbanks. Ở gần đây có một chỗ đi đào vàng mà mình sẽ đi để thấy khi mà người ta nói là người ta đãi lên nó ra những cái miếng vàng bằng thô đó, thì họ giữ nguyên cái miếng đó xong rồi cái họ làm thành những cái món nữ trang. Thì mỗi một cái miếng vàng như vậy thì nó sẽ cái hình thù nó bất kể và nó sẽ không có giống nhau, rồi họ bán như vậy, người ta muốn mua đó, người ta đeo chơi vậy đó, nhưng mà không có rẻ. Đây cũng là một tiệm ở ngay downtown của Fairbanks, cũng bán những cái đồ gọi là gì, thủ công mỹ nghệ, những cái món đồ để cho du khách mua làm quà bằng nhiều cái chất liệu khác nhau. Như đây vô nhìn là thấy đá cẩm thạch rồi. Đây đó, nãy như mình nói đó, vàng thô đó, người ta đãi lên rồi họ làm thành những cái mặt dây chuyền hay là những cái gì á, họ làm vậy rồi cứ họ bán thôi. Giá thì nó đủ hết, mấy chục cũng có, vài trăm cũng có. Đây là tiệm bán hàng lưu niệm ở downtown của Fairbanks. Những cái món đồ ở đây nó làm họ bán cái giá cũng giống như ở trong nhà của ông già Noel vậy đó, tức là cũng khá là đắt. Ở đây là những cái đồng tiền vàng á, những đồng tiền vàng nè, họ sưu tập á, họ bán
quý vị sẽ thấy có những cái đồng tiền vàng nhưng mà nó là nó gọi là gì, 1/10 ounce, hay là cái này nửa ounce, hay là cái này là cái đồng 1 ounce đó, đủ thứ. Cái này là collection cho nên là họ bán với cái giá nó đắt hơn là bình thường chút. Ngọc Lan đang ở ngay gọi là như là cột mốc cột mốc của Fairbanks. Thì quý vị thấy đây nè, cái bảng để chào mừng là mình đã đến ngay là thành phố trái tim vàng rồi. Thì từ ở đây nó có nhiều cái giống như giới thiệu để cho mình biết được nơi đây nó là như thế nào. Rồi nó có nhiều lắm. Quý vị sẽ nhìn thấy người ta cho mình biết cái cột mốc từ đây mình đi đến những nơi khác là nó cách nhau bao xa. Thì mình nhìn thêm coi có cái nào, cái này là đi ra nước ngoài luôn rồi. Ví dụ như từ đây đi Amsterdam là bao nhiêu, đi Denver là bao nhiêu, Dallas là bao nhiêu. Rồi mình nhìn, chỗ này quen, Sài Gòn, Hồ Chí Minh City thì đi là bao nhiêu dặm, bao nhiêu mai, rồi đến Hồng Kông là bao nhiêu. Ngọc Lan đang tìm xem coi đến cái vùng gần gần với mình, đến đến vùng Orange County, đến Cali là bao nhiêu. Thầy đấy thấy đây có được Los Angeles, có Los Angeles đó, từ đây mà đến Los Angeles là khoảng 3.590 dặm, tức là 5.720 km. Rồi từ đây đến Washington, San Francisco, Seattle, đến also đến Paris nữa, rất là nhiều nơi. Yeah. Ngọc Lan đang đứng ở ngay dòng sông Shina. Đây là một cái con sông khá là nổi tiếng ở thành phố Fairbanks. Là bởi vì sao? Vào năm 1967 đó, thì ở đây nó đã xảy ra một cái trận lụt mà nó nhấn chìm cả cái thành phố này ở trong cái mực nước rất là sâu. Nhiều nơi đó nó bị nhấn chìm xuống sâu tới 5 feet. Cái trận lụt đó xảy ra là bởi vì một cái cơn mưa nó kéo dài suốt 8 ngày, từ ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8 của năm 1967. Trận lụt đó khiến cho 12.000 người dân ở đây phải di tản, nhưng mà thiệt hại về nhân mạng đó thì chỉ có 7 người chết mà thôi. Rồi cái toàn bộ cái thành phố này á, nó bị thiệt hại lên đến khoảng $80 triệu của năm 1967. Thì sau cái trận lụt đó thì thành phố này bắt đầu họ mới kiến thiết trở lại, họ mới xây những cái con đập, họ mới làm những cái hệ thống làm sao để mà có thể control được những cái cơn mưa lũ đó. Trời ơi, khát, đói. Từ sáng giờ đến 1 giờ trưa rồi, bây giờ mình phải đi kiếm một cái gì đó mình uống, mình ăn. Thì nhìn thấy cái quán nhỏ nhỏ này, vừa mới bước vô mình thấy dấu chân gấu là mình đã nghi rồi. Nhưng mà vô một cái, một con gấu đen to đùng nó đứng nó chờ. Lỡ rồi, nhưng mà lỡ rồi, đói rồi, cho nên phải đi ăn thôi. Đây là cái phần ăn trưa của mình ở ngay chỗ Fairbank. Ở trong cái tiệm này á, nó xinh xinh, nó nhỏ nhỏ, khá là dễ thương. Nhưng mà có một cái điều đó là mình nhận ra là những người mà làm việc ở đây á, đó đều là những người khuyết tật. Hay nói đúng hơn là họ là những người chậm phát triển, có nghĩa là họ từ từ. Quý vị có thể nhìn thấy điều đó rất là rõ. Rồi ở trong này sẽ có một vài nhân viên là những người bình thường, thì họ giúp cho những người đó cái cách tính tiền, cái cách lấy order, vân vân. Có nhiều cái lắm mà mình thấy rất là hay. Còn cái phần ăn của mình hôm nay thì đó là cái tuna salad, với lại một cái nữa là sandwich với lại thịt bò nướng. Okay. Một phần này mười mấy đồng, này khoảng 13 đồng, phần này khoảng 14 đồng nếu mình nhớ không lầm như vậy. Đói bụng quá. Từ trong bóng râm bước ra ánh sáng, nhìn thấy tòa án sáng. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở ngay tại tòa án Rabinowitz Fairbanks. Đây là một trong những tòa án được xem là rất là đẹp, nó là như là một cái công trình kiến trúc ở cái khu vực này. Đi đến đây thì người ta không chỉ là đi thăm viếng những cái thắng cảnh quanh đây, mà người ta còn muốn mình ghé đến tòa án này để xem những cái kết
cấu, những cái thiết kế mỹ thuật ở đây ra làm sao. Và một điều đặc biệt nữa, tòa án này nằm ở địa chỉ là 101. Ngày hôm trước khi mà chúng ta đến nhà ông già Noel cũng là địa chỉ 101. Và một người ở Lido Sài Gòn TV cũng ở tại địa chỉ 101. Đó chính là... Ok, bây giờ chúng ta rời tòa án và chúng ta sẽ đi đào vàng. Hình như mình có thấy... Oh my God.